Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam gia tăng bồi đắp đảo ở Trường Sa Ngày 6 tháng 11, AFA Tiếng Việt cho hay Việt Nam tăng tốc việc nạo vét và lắp đất ở khu vực quần đảo Trường Sa. Theo đó, các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Việt Nam đang gia tăng tốc độ nạo vét và lắp đất ở quần đảo Trường Sa với mức độ gấp 4 lần chỉ trong vòng chưa đầy một năm qua. Theo các dữ liệu vệ tinh mà AFA thu nhập được, hoạt động này ở bãi thuyền chài được bắt đầu từ cuối năm 2021 và bắt đầu gia tăng tốc độ trong năm ngoái. Và đây là hình bài trên AFA. Tính đến đầu tháng 11 năm 2023, diện tích khu vực được nạo vét và lấp đất ở một thực thể chính và hai thực thể nhỏ hơn tại Trường Sa hiện là gần 1 km vuông, tương đương 247 Ares tức mẫu Anh, tương đương 0,4 hectare. Con số này vào năm 2022 là 58 Aris. Ngoài bãi thuyền chài, công tác xây lắp còn được thực hiện ở nhiều thực thể khác như Nam Yết, Đá Tiên Nữ, Đá Phan Vinh và đảo Sơn Ca. Tuy vậy, AFA cho biết diện tích lắp đất của Việt Nam vẫn nhỏ hơn so với bất cứ việc nạo vét và mở rộng nào mà Trung Quốc đã thực hiện tại ba thực thể khác trước đó tại quần đảo Trường Sa là đá chữ thập, vành khăn và su Đây là ba đảo nhân tạo đã được Bắc Kinh xây lắp và quân sự hóa ngoài Biển Đông. Tại thực thể chính ở phía đông bắc bãi thuyền chài, hàng chục tàu và ít nhất hai tàu nạo vét lớn có thể nhìn thấy từ hình ảnh vệ tinh do Planet Bluff cung cấp ngày 2 tháng 11. Các video được cho là được ghi bởi các công nhân và lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các xà lan lớn đang mang cát và vật liệu xây dựng vào khu vực xây lắp. AFA dẫn nhiều nguồn tin quân sự của Việt Nam muốn giấu tên cho biết chính phủ Việt Nam và quân đội đang chú trọng vào việc phát triển bãi thuyền trại Toàn bộ bãi chỉ khoảng 50 km vuông và nó có tiềm năng lớn, một nguồn tin nói với AFA và đây là hình hoạt động lấp đất diễn ra ở bãi thuyền chài. AFA dẫn lời chuyên gia Tom Sugat thuộc chương trình quốc phòng ở Trung tâm An ninh Mỹ nói rằng một căn cứ khác và đường băng sẽ giúp Việt Nam có một vị trí ở phía bên kia của ba đảo nhân tạo lớn của Trung Quốc chặn chúng ở một mức độ nào đó. Nó chắc sẽ giúp họ có được sự bao trùm và khả năng tốt hơn trong giới hạn khu vực này. Rất khó để biết thêm thông tin cho đến khi chúng ta nhìn thấy độ lớn của công trình cuối cùng ra sao. Cư nhân mạng Việt Nam cũng tỏ ra quan tâm tới bãi thuyền chài vốn cũng bị các nước khác như Trung Quốc, Malaysia, Philippines và Đài Loan tuyên bố có chủ quyền. Hiện có rất nhiều thảo luận trên các diễn đàn quốc phòng trên Internet về sự cần thiết phải xây dựng một đường băng dài trên thực thể này để tăng cường khả năng quốc phòng của Việt Nam ở vùng nước có tranh chấp. Và đây là hình một tiền đồn của Việt Nam ở bãi thuyền chài, ảnh chụp vào năm 2019. AFA cho biết thêm, bãi thuyền chài có tên gọi như vậy vì nó có hình giống như một chiếc tàu. Hải quân Việt Nam chiếm bãi này vào năm 1978 nhưng phải rút quân ngay sau đó do điều kiện không ổn định. Hải quân Việt Nam đã quay lại bãi này 10 năm sau, thiết lập ba tiền đồn trên bãi và các tiền đồng này sau đó đã trở thành các tòa nhà cố định với các cơ sở dùng cho việc đóng quân và ngư dân vào thăm, thậm chí có cả trung tâm văn hóa. Các tiền đồng này hiện không nằm trong khu vực được xây lấp mới. Vẫn theo AFA, giới chức Việt Nam luôn cổ động cho việc phát triển bền vững ở Biển Đông, bao gồm cả bãi thuyền chài. Trong một văn bản nghị quyết được ban hành vào ngày 3 tháng 4, chính phủ Việt Nam đưa mục tiêu xác định các khu vực có thể lấn biển đảo nhân tạo để phát triển kinh tế và xã hội. AFA dẫn thống kê của sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á cho biết, Việt Nam hiện kiểm soát 72 thực thể ở Biển Đông. Hoạt động xây lấp đang được tiến hành, cho thấy bước đi quan trọng hướng tới củng cố vị trí của họ ở Trường Sa. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam gia tăng bồi đắp đảo ở Trường Sa. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao cơ quan kiểm định của Bộ Giáo dục và Bộ Đào tạo lại để các trường đại học dễ dàng qua mắt? Ngày 4 tháng 11, tiến sĩ Chu Mộng Long tiếp tục có bài phân tích vụ mua bán bài báo khoa học để xếp hạng đại học, ai có tội to nhất trên trang Facebook cá nhân của mình. Đây là một bài viết lột tả sự thối nát, dối trá trong hệ thống đào tạo tại đại học Việt Nam, phần nào giúp giải đáp thắc mắc vì sao nền giáo dục Việt Nam nát bét như ngày nay. Thời báo chấm D giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Nhìn bề ngoài, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Công Hướng có hơn 40 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế, rất đáng nể. Trường Đại học Quy Nhân chỉ tính giờ nghiên cứu khoa học và có thưởng nhưng không đáng kể. Đó là lý do ông Hướng bán phần bài báo thừa của mình cho trường nào trả ông nhiều tiền nghe cái lý này một cách cảm tính nhiều người cho rằng ông hướng vô tội và đây là hình xấy tệch trên trang cá nhân của tiến sĩ chu mộng long tuy nhiên phân tích một cách lý tính tôi không cho hành vi đó là vô tội một là quy định viên chức chỉ đứng tên giảng viên cơ hữu duy nhất một cơ sở đào tạo bởi vì điều này liên quan đến chỉ tiêu tuyển sinh mở ngành và xếp hạng trường đại học Ông hướng đứng tên một lúc ba trường là gian dối, ảnh hưởng đến cả ba hoạt động: chỉ tiêu tuyển sinh, mở ngành và xếp hạng đại học. Hai là mọi mua bán tài sản dù là chất xám ở giá trị cao đều phải có hợp đồng kinh tế và đóng thuế thu nhập. Nếu tri cứu hợp đồng và thu nhập, ông hướng còn phạm tội mua bán trái phép và phạm tội trốn thuế thu nhập cá nhân chứ không đùa. Phó giáo sư Đinh Công Hướng thật thà nhận lỗi trước báo chí và dư luận. Chính anh cũng rút ra bài học, không chỉ cho anh mà còn cho người khác, đó là điều đáng ghi nhận. Còn nhớ thời ông Nguyễn Thiện Nhân ký mở hơn 400 trường đại học, nhiều trường không có giảng viên cơ hữu, phải lấy tên giảng viên cơ hữu của trường khác để đối phó một cách gian dối. Chẳng hạn, báo từng phanh phui trường đại học Phan Thiết, hạ tầng chỉ có hai cái lưu nướng chim, và toàn bộ giảng viên cơ hữu đều mượn tên ở trường khác. Hậu quả nghiêm trọng là những cái lò này đào tạo một cách ồ ạt với nguồn nhân lực kém. Khủng hoảng đại học hiện nay cũng từ trò gian dối này. Mọi hành vi gian dối trong giáo dục đều không thể biện minh. Nói tôi có quyền bán chất xám là nói cạn. Giả định ông hướng bán các bài báo của mình cho nghiên cứu sinh để lấy bằng tiến sĩ, bán cho các ứng viên học hàm để được phong giáo sư thì tội còn to hơn vụ bán bằng ở Đại học Đông Đô. Và đây là hình sự thẳng thắn thật thà của giáo sư, tiến sĩ Đinh Công Hướng. Ba cái văn bằng ở Đại học Đông Đô chỉ là giấy lộn cho đẹp hồ sơ, nhưng bằng tiến sĩ, học hàm giáo sư thì ăn nát cái đất nước này. Mà điều này tôi đang nghĩ khá phổ biến kể từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra tiêu chuẩn nghiên cứu sinh và ứng viên phó giáo sư, giáo sư phải có bài báo quốc tế. Khi đặt ra tiêu chuẩn quá cao so với thực chất năng lực vốn có, ác sinh ra nạn mua bán để đối phó. Hậu quả là trò mua bán này phá nát giáo dục, nát từ đội ngũ mang học hàm, học vị cao. Tất nhiên, ông Đinh Công Hướng, tội một thì những cơ sở đào tạo lấy danh ông Hướng, tội 10. Các trường đại học Tôn Đức Thắng, Thủ Dầu một mua danh ông hướng để được xếp hạng cao, được tăng chi tiêu tuyển sinh và mở ngành đào tạo không đúng thực chất, đó là tội lừa đảo. Và một tất nhiên khác cần phải tróc nã đến cùng, đó là tội của cơ quan kiểm định do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo trao quyền kiểm định và xếp hạng đại học. mắt mỗi cơ quan kiểm định để ở đâu khi một người biết click chuột cũng dễ nhận ra một cái tên đinh công hướng đứng thế chân kiền cơ hữu cùng một lúc ba trường đại học. Tôi phải xoáy và xoay vào câu hỏi, mắt mỗi cơ quan kiểm định để ở đâu khi mỗi lần kiểm định là soi đến từng minh chứng. Nhiều trường thưởng một bài báo quốc tế đến vài trăm triệu đồng, ác thừa sức ghi gấp bội lần để qua mắt được cơ quan kiểm định đấy. Đúng nhận, sai cãi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin vì sao cơ quan kiểm định của bộ giáo dục và đào tạo lại để các trường đại học dễ dàng qua mắt xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới